nhà hàng Việt Nam đóng cửa. Ốc lẩu quán đóng cửa. Đất Việt gì đây, công trà phở gà. Có lẽ là tới tối một chút nữa mới chợ mới bắt người, giờ chợ đông người. Bây giờ Thà đi vào chợ. Chợ hôm nay thấy đông người hơn là tuần vừa rồi. Thà đang đi vào chợ để mua cà chua với mua xương heo để về nấu bún riêu. Còn nhiều lắm mà không biết là chợ Mỹ như thế nào, nhưng mà chợ ở đây là chợ Đại Hàn thì giá thấy họ bán bán khoảng chút, nhưng mà cũng thịt còn nhiều lắm. Và tìm mua xương heo, gà, đùi tỏi gà ở chợ này bán 2 đô. Thưa Hà liều mạng đi vô chợ Mỹ để mua, để mua gì ta, để mua sữa. Nhiều thịt bò bán ở chợ Mỹ bằng chợ Đại Hàn hả? À, ở đây cũng vẫn còn thịt được. Thịt gà cũng nhiều. Thôi bây giờ tôi Hà chuẩn bị đi về thôi. Tại vì sự hết trơn nè. Giờ đi tìm xe đi về thôi.